Xin chào mọi người, mình tên là Lê Thị Linh, sinh viên khóa 3 của trường đại học NX. Đây là một file tài liệu của mình và mình sẽ làm một cái mục lục tự động cho cái file này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chọn là level 1, nó là các chương. Ấn định nó là level 1. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn level 2. Cái này. Tiếp theo là đến level 3. Level 1 sẽ là in đậm và viết hoa, còn level 2 là in đậm và viết bình thường, còn level 3 là sẽ in nghiêng và viết chữ thường. Cái này là level 3. Cái này là level 2. Cái này là level 2. Cái này là level 1. Level 2. Cái bài này mình chỉ sử dụng 3 level thôi, còn đây sẽ là level 2. Mình sẽ tạo vào cái này, mình chọn là Table of Contents. Mình sẽ chọn là Insert Table of Contents. Ok, như vậy đây là cái bản phụ lục mà mình đã tạo được. Video của mình đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.